Xin chào tất cả các anh chị em Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Quang Tùng Độc Câu Cổ Diễn Và chương trình này được mở đầu bằng câu chuyện liên quan đến danh sách cuối cùng của ông Philippe Trujé Để hướng tới Asian Cup, giải vô địch châu Á Sẽ diễn ra trên đất Qatar Sau khi mà mang sang Qatar 30 con người Thì ông Trujé cũng đã gút lại danh sách 26 người để đăng ký với AFC bốn người bị loại gồm có Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và Bùi Vĩ Hào uh, và um, trong những con người này nếu như có gọi là tiếc thì tôi tiếc một chút cho trường hợp của Triệu uh, Việt Hưng một người mà tôi luôn ấn tượng với cái chân trái với khả năng kết nối với khả năng cơ động của mình uh, tuy nhiên có thể là cái thể hình uh, có phần không thật sự là lợi thế của Triệu Việt Hưng chính là một trong những lý do mà anh ấy phải nhường chỗ uh, cho những người khác. À, sự mạnh mẽ ở à, cái đấu trường mà có nhiều cái đối thủ mạnh như là ở asian cup thì rõ ràng là những cầu thủ mà mạnh về thể hình dày hơn về thể hình có thể lực tốt hơn một chút sẽ là những người được ưu tiên có lẽ là như vậy với cái đội hình như thế này thì uh, chúng ta hiểu được rằng là ông tu dê đã sử dụng những con người tối ưu sau khi mà chúng ta đã nhận những cái tin có thể nói là không uh, thật uh, tốt uh, đến từ những cầu thủ quan trọng những cầu thủ kỳ cựu bóng đá việt nam trong nhiều năm qua như trường hợp của tiến linh của quế ngọc hải hay cầu thủ quả uh, bóng uh, vàng uh, của chúng ta trong cái thời gian trước đó đó là nguyễn hoàng đức uh, những chấn thương đã khiến cho họ không thể tiếp tục Đảng Văn Lâm cũng không thể tham gia, đó cũng là một cái sự vắng mặt uh, tương đối là là quan trọng, có có phần ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn cũng như là uh, cạnh tranh các vị trí của đội tuyển Việt Nam. Uh, và với cái danh sách này 26 người còn lại này thì uh, chúng ta vẫn còn có những cầu thủ kinh nghiệm, còn còn có những cầu thủ đương thời và có cả những cầu thủ trẻ nữa. Uh, và tôi nghĩ rằng đây là một cái quá trình mà ông Thu đã, đã 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 có đủ tương đối đủ thời gian để mà Chuyên uh, đạt cái mong muốn của mình uh, Chuẩn bị cho cầu thủ trẻ Để sẵn sàng kế tiếp để Sẵn sàng thay thế uh, Cũng như là tìm được cái tiếng nói chung Ở mức độ nào đó Giữa các cái thế hệ cầu thủ khác nhau uh, Hướng tới một cái mục tiêu là chúng ta dần khẳng định được Cái cái nét đá, cái lối chơi Và hướng tới những mục tiêu quan trọng uh, Những mục tiêu quan trọng của chúng ta Có phải Asian Cup không Thì uh, tôi nghĩ rằng nó Chắc không phải là cái mục tiêu của chúng ta À, chúng ta sẽ chơi chắc chắn là với một quyết tâm cao bởi vì đây là các trận đấu của đội tuyển quốc gia đã là trận đấu của đội tuyển quốc gia là trận đấu chính thức thì chúng ta cần phải nỗ lực chúng ta cần phải phấn đấu vì rất nhiều lý, lý do kể cả cái lý do đơn giản nhất là chúng ta cần phải tích lũy kinh nghiệm kể cả những trận thua trước những đối thủ lớn thì chúng ta rất khó có thể đạt được những kết quả có thể nói là uh, có chữ điểm hoặc là có bàn thắng rất khó thế nhưng mà chúng ta vẫn cần phải phải đương đầu vì đây là cơ hội để chúng ta cọ sát, đây là cơ hội để chúng ta có thêm được những cái trải nghiệm, Cứ đây là cái cơ hội để chúng ta có thêm những cái va chạm và chúng ta từ đó có sự tích lũy để tiến lên đấu trường thực sự, mục tiêu thực sự ai cũng hiểu là world cup và để được đến với đội world cup ấy, thì nó còn rất là dài nhưng mà chúng ta cần phải vượt qua vòng loại thứ hai rồi sau đó là có được những kết quả hợp lý ở vòng loại thứ ba rồi làm thế nào đó lọt vào trong cái top 8 đội uh, Hay nhất của châu Á, 8 suất rưỡi đấy. đấy Thì đấy là một cái quá trình rất dài Ngay bây giờ chúng ta khó lòng Có thể khẳng định được những cái gì có thể Đến với chúng ta Ở World Cup 2026 Và thậm chí xa hơn là World Cup 2030 Nhưng Đó mới chính là mục tiêu chính Của đá Việt Nam Chúng ta cần phải vươn tầm đến như vậy Đấy là điều mà có rất nhiều bạn Cứ comment vào page của tôi rằng là chúng ta đừng hão huyền chúng ta đừng thế nọ đừng thế kia trình của chúng ta không đủ đâu vâng tất cả chúng ta ai cũng hiểu rằng là xuất phát điểm của bóng đá việt nam ở khu vực đông nam á nó là thấp đây là khu vực người là có trình độ thấp của bóng đá thế giới và chúng ta cũng chưa phải là đã là ông nọ bà kia trong cái thế giới bóng đá này nhưng nếu như chúng ta không có ước mơ, nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị, nếu như không chúng ta không có sự tích lũy thì đến bao giờ chúng ta mới có thể đến được với World Cup. Còn World Cup thì đương nhiên nó là giấc mơ của tất cả các đội bóng. Mà đặc biệt là những đội bóng ở cái top đâu đó khoảng 15 của châu Á. Những cái đội bóng mà ngang tầm với chúng ta, họ cũng có những đội chưa bao giờ đến World Cup cả. Và khi cơ hội nó mở ra như thế này thì đương nhiên họ cũng có cái sự mong muốn, đương nhiên họ cũng có cái sự đầu tư và cái sự đầu tư của họ, sự mong muốn của họ nó chẳng hề kém chúng ta nếu như không muốn nói rằng nó hơn chúng ta rất là nhiều. Thế nên cái khó khăn là nhiều, cái cái thách thức là lớn nhưng chúng ta phải biết cách gọi là uh, xây dựng cái con đường của chúng ta bằng những cái ước mơ, bằng những cái sự tích lũy. Và cho dù là những cầu thủ đã thành danh những cầu thủ lớn tuổi, những cầu thủ đã khẳng định được cái tên tuổi của mình hay là những cầu thủ mới lên, những cầu thủ trẻ thì chúng ta đều chung một cái mục tiêu là chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho tất cả các mặt trận để tích lũy và hướng tới cái trận địa có thể nói là quan trọng nhất của chúng ta đó là vòng loại world cup vào tháng 3 thì chúng ta sẽ trở lại với các cái trận đấu ở vòng loại world cup vòng loại thứ hai chúng ta đã vừa thắng một trận philippines và thua một trận trước iraq nhưng trong tháng 3 chúng ta sẽ có hai trận đấu liên tiếp gặp đội tuyển indonesia đấy chính là tâm điểm và tôi nghĩ rằng là ở cái vòng loại của uh, vòng bảng của asian cup lần này cái lượt trận thứ hai trước indonesia cũng sẽ là một trận đấu rất tâm điểm của chúng ta mọi sự quan tâm của chúng ta nó sẽ được dồn vào đấy lực lượng của chúng ta sức mạnh của chúng ta khát vọng của chúng ta sự khẳng định của chúng ta nó để, để ở chỗ đấy nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cất đi những cái gì hay nhất trong trận đấu gặp nhật bản để dành cho trận indonesia tôi không nghĩ là như vậy bởi vì mỗi trận đấu bây giờ là một cái một cái quá trình tích lũy chúng ta có thể là sử dụng những phương án a thay cho phương án b và tôi thích cái cách đặt vấn đề của ông Trujie, đó là không có cầu thủ nào, không có cái ai là người đẳng cấp hơn ai, không có ai là được đánh giá cao hơn ai cả. Ông ấy mang đến Qatar 30 cầu thủ và họ đều có cơ hội như nhau. Uh, tôi cũng không nghĩ rằng đấy là một cái cách phát biểu uh, thông thường của các huấn luyện viên. Ông ấy muốn tạo ra được một cái bầu không khí cạnh tranh. Và cái trận đá tập trước Kyrgyzstan, một trận thua nữa của đội tuyển Việt Nam, uh, ông ấy đã sử dụng 29 cầu thủ trừ trường hợp của Duy Mạnh đang còn chưa thật sự là là, là mạnh mẽ chưa thực sự lại lành lặn thì ông ấy không dùng thôi mỗi người đá đâu đó khoảng 20 phút như thế có nghĩa là cơ hội được tra đều chia đều cho mọi người chan hết tất cả cho mọi người và mọi người có quyền được thể hiện của cái cái năng lực của mình sự phù hợp đến đâu cái sự sẵn sàng đến đâu thì người đó sẽ được sử dụng tất nhiên ai cũng biết rằng là có những cái mũi nhọn của chúng ta có những cầu thủ thực sự đặc biệt thì sẽ được sắp xếp vào những cái vị trí cụ thể nhưng trên cơ sở là họ phải thực sự sẵn sàng họ phải thực sự thích nghi với cái hệ thống thi đấu với cái lối vận hành à, của ông Tuje à, và với cái cái cách tư duy như vậy thì tôi cho rằng là ở trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản chúng ta sẽ chơi với một quyết tâm cao nhất, với một cái nỗ lực lớn nhất. Đội hình có lẽ cũng sẽ là tối ưu, à, cũng sẽ là hợp lý nhất chứ không phải là một cái đội hình mà uh, gồm những người hiệu cầu thủ mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là một là non kinh nghiệm, hai là trẻ, không, tôi không nghĩ là như vậy. Và cho dù có là trẻ đá thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng họ đã phấn đấu để khẳng định được cái vị trí của mình Ví dụ như vào lúc này ở trên hàng công của chúng ta chẳng hạn nếu như trường hợp của Đình Bắc mà đá chính tôi không hề bất ngờ đúng không ạ anh em chúng ta xem đình bắc đá đội tuyển rồi và đá ở cấp độ câu lạc bộ khi chơi quảng nam tại v league vừa rồi thì đình bắc đã trưởng thành ra làm sao cả về mặt thể hình đúng không khả năng va chạm cũng như là khả năng tận dụng thời cơ tất cả những yếu tố đó nó nói lên rằng là tuổi thì có thể trẻ nhưng cái khát vọng thì lớn và khả năng tiếp tiếp nhận những thời cơ hoàn toàn là, là, nằm trong tầm tay thì có cái ly có vấn đề gì được gọi là là non đâu đúng không cứ chơi và với những con người như vậy chúng ta sẽ trưởng thành nếu như chúng ta va chạm nếu như chúng ta thường xuyên được gặp những đội tuyển như đội tuyển Nhật Bản chẳng hạn thì hôm trước chúng ta có thể thua 3-0 thậm chí hôm trước chúng ta vừa thua Hàn Quốc 6-0 thì hai tháng sau 3 tháng sau cái kết quả hoàn toàn nó có thể sẽ được cải thiện nó có thể là ít bàn thua hơn và ngay trong trận đấu đầu tiên tại Asian Cup lần này thì tôi nghĩ rằng là không phải là không có cửa để chúng chúng ta gọi là dành một cái trận đấu có kết quả hợp lý hợp lý ở đây là gì chúng ta có thể đá với một cái khoảng chỉ phải chấp nhận một trận thua với cách biệt khoảng hai bàn hoặc ba bàn gì đó chúng ta phải chấp nhận chuyện đó chứ đúng không đối thủ như thế nào thôi không cần phải nói thêm họ mạnh quá họ làm được rất nhiều chuyện rồi họ một tiêu chuẩn hoàn toàn khác chúng ta thế thì họ có có thể thắng chúng ta đậm không sáu không bảy không và nhiều hơn nữa hoàn toàn có thể chứ họ đã thị uy một loạt những cái trận đấu gần đây như thế nào thì chúng ta biết rồi đúng không thế nhưng mà nếu như bây giờ mà chúng ta vào cuộc với một cái đấu pháp hợp lý với một cái tinh thần ý chí rất là cao giữ thế trận trong từng phút một từng thời điểm một từng hiệp đấu một và chúng ta hoàn toàn có thể giữ được cả một trận đấu với một cái khoảng cách không quá xa so với đối thủ thua là điều không thể tránh được nhưng chúng ta cố gắng đảm đảm bảo được rằng là những cái khu vực phòng ngự của chúng ta, cái sự nhạy cảm, cái khu vực nhạy cảm những cái khu vực nguy hiểm chúng ta khóa được à, trong một ngày mà Nguyễn Philip ra mắt trong áo của đội tuyển quốc gia chơi với một phong độ chói sáng cùng với các đồng đội thì biết đâu đấy chúng ta chỉ thua với một cái cách biệt nó nó vừa phải thôi và có một chi tiết mà cũng chia sẻ thêm với anh em mà chắc chắn anh em cũng 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 thấy đó là gì trận mở màn của một chiến dịch lớn ý, thì các đội bóng lớn đôi khi là họ chỉ chơi chỉ chơi với mức độ vừa phải thôi, họ chưa nóng máy, họ không hoàn toàn nóng máy ở đấy vì bởi vì họ một thứ nhất điểm rơi của họ nó dành cho các trận đấu tiếp theo những cái trận đấu vào vòng đấu loại trực tiếp và thứ hai ngay ở trong vòng đấu bảng này thôi đối thủ thực sự của đội tuyển Nhật Bản nó là trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Iraq nếu muốn khẳng định được cái vị trí nhất bảng thì trận đấy họ cũng cần phải thắng hoặc là kết quả thuận lợi thế thì thắng trận Việt Nam với cái biệt vừa phải hai ba quả gì đó rồi tiếp tục thắng Iraq nó tốt hơn nhiều cái việc mà thắng Việt Nam 6-7 0 và sau đó không thắng Iraq chứ. Đúng không? Thế thì làm ra là có rất nhiều cái cách tư duy, có cách rất nhiều cái tiếp cận ở trận đấu này và tôi hơi nghiêng một chút về cái việc mà Nhật Bản vẫn có thể thắng Việt Nam nhưng không chắc là họ sẽ thắng với khoảng cách lớn. Mọi sự tuyên bố chỉ để là tuyên bố, kể cả chúng ta, đúng không ạ? Khi mà đứng ở một vị trí nào đó chúng ta gọi là tạo ra được một cái lớp bình phong, tạo ra một cái đòn nghi binh nào đó bằng những cái lời phát biểu thì nó cũng là chuyện bình thường nên phát biểu của huấn luyện viên của trưởng của đội tuyển Nhật Bản nó có cái uy của nó nhưng nó không không nhất thiết là các cầu thủ của ông ấy cần phải thực hiện một cách gọi là nghiêm túc cái chuyện này bởi vì đây là trận đấu mở màn của một chiến dịch một chiến dịch kéo dài và vẫn còn rất nhiều những cái 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 lúc để họ thể hiện cơ mà mà thắng Việt Nam thêm vài quả có giải quyết được cái gì đâu không hoàn toàn nếu là lượt trận cuối cần phải gọi là giải quyết vấn đề gọi là hiệu số bàn thắng bại thì mọi chuyện nó trước còn tính trước thì cô, tất nhiên cũng sẽ có người tính nhưng cái tính đó nó chưa chắc đã phải là cái quan trọng nhất bởi vì họ còn có phải những cái có những cái tính toán về mặt gọi là lộ trình đi lên và phong độ cũng như là điểm rơi cầu thủ nữa à, một chi tiết đấy là chi tiết nhỏ nó có thể không phải là một chi tiết gọi là tạo ra cái ảnh hưởng lớn cho một trận đấu nhưng nó không phải là không xảy ra thế còn về phía góc độ đội tuyển việt nam như tôi đã chia sẻ ở trên tôi nghĩ rằng là không phải chúng ta không có những cái hy vọng và những cái thứ mà ông Tuzie nói thì tôi lại đặt rất nhiều cái hy vọng ở đây là chỗ là ông ấy nói rằng chúng ta có thể là một đội tuyển bí ẩn. Chúng ta chờ cái sự bí ẩn ở đây. Và cái nên nhớ rằng cái Asian Cup này cho dù nó không phải là nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam, của đội tuyển Việt Nam, nhưng nó vẫn là một cái tình huống, nó là một cái điều kiện để người ta đo đạc được cái quá trình làm việc vừa qua của thầy trò ông Philip Tuzie mà cụ thể ở đây là năng lực của ông thầy người Pháp Nếu như chúng ta có được một màn trình diễn tốt Tôi nghĩ rằng là cái, cái góc nhìn, cái cách đánh giá của đông đảo người hâm mộ Những người mà theo chính ông Tu thì là đang có một phần số đông Một phần lớn, những người đang không ủng hộ Ông ấy có thể cũng sẽ phải thay đổi cái cách nhìn Chúng ta đã thua Nhật Bản Chúng ta hoàn toàn có thể thua tiếp Iraq thêm một trận nữa Nhưng cái cách tiếp cận của chúng ta, cái cách thể hiện của chúng ta Nó có đường nét, nó có ý tưởng, nó có sự kết nối tốt, nó là một nỗ lực tuyệt vời. Và bên cạnh đó chúng ta đạt được một kết quả thuận lợi trước đội tuyển uh, Indonesia ở lượt trận thứ hai. Và thậm chí chúng ta có thể lọt vào vòng đấu tiếp theo với tư cách là đội thứ ba có thành tích tốt. Thì cái đó là một cái nền tảng. Đó là một sự củng cố, đó sẽ là một cái sự gọi là gọi là cái 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 gọi là cái cơ sở cái nền cái nền để mà Uh, thầy trò ông Tuzier, ông tin rằng là cái con đường đi nó 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 tốt và người hâm mộ nhìn vào cũng sẽ thấy khác đi vì tôi tôi vẫn có một cái hy vọng cho dù cái hy vọng đấy nói thật là nó cũng không không quá lớn Chứ, trận đấu giao thi uh, hữu trước thềm của của Asian Cup chúng ta lại thua trước Kyrgyzstan một đội bóng ở cùng nhóm chúng ta kém chúng ta vài bậc trên bảng xếp hạng vài bậc trên bảng xếp hạng thì nó không nó không đáng kể không thể kết luận được rằng là chúng ta hơn hẳn người ta hay là người ta kém chúng ta Vấn đề là trong trận đấu đối đầu đối đầu trực tiếp đấy thì chúng ta vẫn thua. Nhưng tôi không nghĩ rằng là cái kết quả của một trận đấu giao hữu với một cách biệt nó nho nhỏ như thế thì nó là nó là một cái 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 bức tranh phản ánh toàn diện những gì mà đội bóng của chúng ta đang có. Chỉ có điều là thua thì đương nhiên nó không phải là một cái liều thuốc là thuận lợi, nó không phải là một cái một cái liều thuốc gọi là kích thích tinh thần nó đủ tốt để chúng ta bước vào một trận chiến. Nhưng tôi tin rằng là cái cách chuẩn bị của ông Philip Coutinho như thế là là đủ để chúng ta đương đầu. Còn nếu như thực sự mà ở ba trận đấu tới đây uh, chúng ta bị thua, bị loại thì đã đành nhưng cái đường nét chúng ta, cái cách thức giải quyết vấn đề của chúng ta, cách thức tiếp cận của chúng ta nó không ra uh, lề lối, nó không nhìn thấy nhiều những cái cái tia hy vọng, những những những, những gọi là uh, ánh sáng ở cuối đường hầm. Vì giai đoạn vừa rồi chúng ta cứ tạm gọi là đường hầm đi cứ tạm gọi là thế, thực ra nó không hoàn toàn là như thế, nhưng mà thôi chúng ta cứ coi là như thế đi. Thì nếu như chúng ta không nhìn thấy những tia sáng thì quả thật nó sẽ rất là khó khăn. Nó sẽ là những cái ức chế, nó sẽ là những cái thiếu tự tin ờ, và kết quả tiếp theo của chúng ta ở tháng 3 nó sẽ là một dấu hỏi rất lớn. Ờ, nhưng đấy là những cái suy nghĩ mà tôi không muốn nghĩ ở vào lúc này. Tôi muốn uh, chia sẻ với anh em một cái một cái góc nhìn một cái quan điểm nó nhiều cái màu sắc tích cực hơn. Không phải là tôi yêu ông Truzie hơn ông nào đó đã từng làm vị trí ở bên trường của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta phải biết tôn trọng lịch sử nhưng chúng ta phải biết cách gọi là dành tình cảm cũng như là cái suy nghĩ một cách nó 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 công tâm nhất. Đây là lúc mà ông thầy người Pháp ông Truzie ông đang làm việc cho bóng đá Việt Nam và chúng ta cần phải nhìn nhận những cái nỗ lực của ông ấy thế còn đến một cái thời điểm nào đó, cái một cái quá trình nào đó khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự vận hành ấy, nó không hợp lý, khi mà cái sự kết nối đấy nó không phải là một kết quả mà nó không thật sự là là hiệu quả thì lúc đấy chúng ta hãy 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 kết luận còn uh, thực tế trong một năm qua một năm mà chúng ta không có những sự kiện gì thì đấy là một cái quá trình mà chúng ta vẫn đang đi tìm tòi và đang xây dựng một cái triết lý mới và chúng ta biết rằng là thay đổi một cái triết lý chơi thay đổi một cái quan niệm chơi nó khó khăn như thế nào nhất là với trình độ của chúng ta thế thì chúng ta buộc là phải kiên nhẫn và chúng ta cần phải dành cho người ta những cái sự tôn trọng nhất định dành cho gọi là những người đang ở trong cuộc ấy một cái không gian đủ để cho họ có cái điều kiện để mà gọi là có thể xoay sở được thế còn cái sự không ủng hộ thì nó vẫn có thể xảy ra gọi là không thích chuyện đó bình thường chẳng ai có thể gọi là bắt ép được ai là phải yêu hay là không yêu cái gì đó nhất là trong cái cái cuộc uh, trò chơi với, cái, với thể thao với bóng đá như thế này uh, nhưng uh, tôi nghĩ rằng là thậm chí là trong cái tình huống này ấy, thì cái yếu tố mà bất lợi đến từ dư luận đấy nó không phải chỉ là vấn đề sức ép đâu mà đôi khi nó lại trở thành cái động lực và các cầu thủ ấy, là những cầu thủ mà trẻ có à, dày dặn kinh nghiệm cũng có thì mỗi mỗi người cũng đều sẽ có một cái một cái gọi là uh, động lực nhất định để mà phấn đấu ở trong cái cái sự kiện gọi là Asian Cup như thế này um, và cái việc mà bị mọi người nghi ngờ ấy, cũng đôi khi cũng sẽ là cái động lực để khiến cho họ um, gọi là cắn răng gọi là siết chặt đội ngũ tạo ra một cái sự đoàn kết tạo sự tạo, tạo sự gắn bó và vượt lên chính mình vượt lên chính mình của từng cá nhân và vượt lên chính mình của cả tập thể tất cả những cái điều đấy nó đều có thể xảy ra trong cuộc sống và đặc biệt là trong bóng đá và tôi vẫn luôn luôn nghĩ đến những cái yếu tố tích cực như vậy bóng đá hay là cuộc sống chúng ta đều cần phải có những cái hy vọng Thế còn hy vọng ở đây thì chúng ta thực tế ở chỗ là chúng ta hy vọng với những cái gì nó gần với chúng ta nhất chứ không phải chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ uh, giành được những kết quả nó ngoài mong đợi kiểu như là chúng ta uh, thắng nhật bản chẳng hạn, vâng cái đấy nó nó hơi nó hơi mơ hồ, nó hoang tưởng đúng không bóng đá thì nó có những cái chi tiết kiểu như vậy nhưng với trình độ của chúng ta và trình độ của đối thủ chúng ta hiểu được rằng là điều đấy là rất khó thì chúng ta hãy kỳ vọng những cái nó đơn giản hơn nó thực tế hơn ghi một bàn tại sao không đúng không rồi uh, giữ uh, uh, ít bàn thua tại sao không chúng ta vẫn thua mà và chúng ta có được một kết quả thắng trước Indonesia và tôi rất mong là trận Indonesia không phải chúng ta thắng mà chúng ta sẽ đá một cái một cái tích trận gọi là ra trò và đấy là đấy là cái điều mà 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 tôi chờ đợi. À, với cái Asian Cup lần này ấy, thì nói thật là tôi cũng biết rằng à, à, mọi chuyện nó nó chẳng hề đơn giản với một cái sức em là như vậy nhưng tôi vẫn mong là uh, toàn đội sẽ gọi là chân cứng đã mềm Và tìm được những cái khoảnh khắc tìm được cái cảm giác uh, chơi hợp lý nhất của mình và có cả may mắn nữa để đạt được những cái mục tiêu. Đó là câu chuyện liên quan đến đội tuyển Việt Nam. Thế còn uh, vào cuối tuần này thì uh, uh, sau cái quãng nghỉ thì giải vô địch ngoại hạng sẽ uh, trở lại. Câu lạc bộ Arsenal, vâng, đội bóng mà tôi đang ủng hộ ấy, thì đã uh, trải qua một cái chuỗi 7 trận liền chỉ có một trận thắng. Uh, những cái trận đấu liên tiếp gần đây cả ở Premier League lẫn ở uh, UEFA uh, thì đều là những kết quả không thuận lợi ba trận thua liên tiếp rồi hai tại Premier League và mới đây là trận thua trước Liverpool ngay trên sân Emirates tại UEFA uh, cơ hội thì vẫn nhiều nhưng bàn thắng thì cực ít ghi được uh, bàn thắng vào lưới của Liverpool ở trận 3 vừa rồi là một cái điều gì nó gần như không thể dù cơ hội thì nó đầy rẫy ra và nếu như ai đã xem trận đấu đấy thì Hiệp một ai cũng nghĩ rằng là Arsenal sẽ thắng, đúng không? Và thực sự là đúng thì chỉ có may mắn mới giúp cho Liverpool không thua thôi. Nhưng cuối cùng thì thực ra là Liverpool mới là đội chơi gọi là nó có đường có nét và khi họ cần điều chỉnh thì họ mới điều chỉnh hợp lý. Họ đã thắng trong trận đấu đó. Đấy mới là cái hay của của Jurgen Klopp. Như và đấy là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn lại. Uh, cái cái quá trình gọi là phấn đấu cái quá, quá trình tích lũy của Arsenal uh, mọi người nghi ngờ khả năng của Mikel Arteta và vào thời điểm này ấy, thì uh, đương nhiên tôi với tư cách là một cổ động viên tôi uh, cũng phải có những cái suy nghĩ uh, quả thật là kinh nghiệm đó chính là cái điều mà Mikel Arteta và các cộng sự của mình cái đội ngũ của mình sẽ cần phải tích lũy thêm uh, khả năng điều chỉnh uh, khả năng bổ sung lực lượng khả năng thay thế tạo ra những cái, cái 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 yếu tố nó mang tính ổn định hơn hay là cái yếu tố nó bất ngờ hơn hay yếu tố nó sáng tạo hơn thì nó vẫn luôn luôn là cái câu chuyện của của các huấn luyện viên vậy thì vào lúc này khi mà Arsenal xuất hiện một cái đoạn chứng sớm như vậy thì nó đương nhiên là vai trò của huấn luyện viên rồi không thể đổ lỗi cho ai cả được à, chỉ có điều là cái cái đoạn chứng này nó xuất hiện sớm hơn so với những năm trước những năm trước ví dụ như một trước ấy thì là sau vòng 30 mới xuất hiện và không thay đổi được để rồi lại mất chức vô địch thế thì ở mùa giải này cái sự xuất hiện sớm này ấy, có thể thậm chí là có thể được nhìn ở góc độ là nó tích cực đấy bởi vì là xuất hiện sớm thì còn biết đường mà sửa đội ghi bàn kém khả năng dứt điểm tồi mặc dù cơ hội nhiều thì điều chỉnh lối chơi ở mức độ nào đó và đặc biệt là có thể thay đổi bổ sung lực lượng nhưng mà những cái thông tin gần đây nhất thì vẫn cho thấy rằng là arsenal gần như không sẽ không thay đổi người à họ vẫn sẽ chỉ có Gabin Jesus này, NKTA này các vớt với vai trò của một tiền đạo. Đúng không ạ? Hai ba người thay nhau. À, nếu như cần phải đá vị trí chín đấy Ngoài biên trái thì Martinelli rồi Trosa bên phải thì có Bukayo Saka, à, có thêm trường hợp của Nelson có thể đá thay cho bên trái nữa, đúng không ạ? Nhưng nhìn chung là họ cần phải tìm ra được cái phong độ khác cái cái gọi là cái cách tiếp cận khác cũng như là cái nhịp chơi nó nó khác đi. Ờ, Odegaard trong giai đoạn vừa rồi cũng cũng không phải là một người có phong độ cao, ờ, người mà tạm gọi là chơi ổn thôi chứ cũng không phải là xuất sắc một cách liên tục ấy là đích làm Thế Còn ở hàng phòng ngự thì Gabriel cũng cũng có cái lỗi, có những trận rất hay nhưng cũng có lỗi. Ờ, William Saliba có những trận cực hay nhưng cũng có những cái trận mà cũng không mê được cũng có những cái xuất hiện những cái lỗi và đấy nó nó thể hiện được cái câu chuyện là 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 đẳng cấp sự ổn định của đội bóng chưa đủ nhưng tiêu chung lại thì đấy là vai trò của của huấn luyện viên trưởng của đội ngũ huấn luyện tìm ra điểm rơi à, chê thì dễ đúng không ạ chúng ta chê là dễ nhưng nếu như ai hỏi với tôi rằng vào lúc này là có sa thải Ateta không hoặc là thua thêm vài trận nữa thì có khiến cho huấn luyện viên người tây ban nha này mất ghế không tôi tin rằng điều đấy là không nên bởi vì không phải chỉ là những cái mà Ateta đã gây dựng đã cống hiến cho Arsenal uh, trong cái giai đoạn làm một huấn luyện viên này mà tôi cho rằng là cái um, thứ nhất là chọn người bây giờ nó chẳng dễ để thay thế. Thứ hai, ông ấy là một người có ý tưởng, có khả năng chuẩn bị tốt. Vấn đề là kinh nghiệm, vấn đề là sự bổ sung, vấn đề là sự gọi là tư vấn tham mưu của của cái cái bộ máy uh, làm sao đó để có thể có giúp cho ta có được những cái dữ liệu cũng như là cái cái quyết định nó sáng suốt nhất tìm ra được những cái cái gọi là gọi là điều chỉnh về mặt phong độ, điều chỉnh về mặt lối chơi, điều chỉnh về tính nhịp điệu. Tất cả những yếu tố đấy nó cần phải có là một cái quá trình uh, quá trình gọi là tích lũy về mặt kinh nghiệm. Uh, dù sao đi nữa thì uh, Ateta có một cái điểm mà nói thật là hơi 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 đuối một chút so với cả Pep Guardiola ấy. Ở đây là là cái quá trình làm huấn luyện viên ấy. Tất nhiên không phải là cứ là cầu thủ giỏi thì sẽ là huấn luyện viên giỏi. Nhưng có điều là ngoài những cái cái cái, cái tố chất gọi là thiên phú ra thì ông ấy được chơi và đã đã trải nghiệm qua cái 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 đội ngũ mà gọi là giành được nhiều cái danh hiệu ở Barcelona à, trước đây. Đấy là một cái điều nó thực sự mà nói là khác biệt so với cả Mikel Arteta Vâng, đấy là một điều mà tôi vẫn nhìn thấy nó nó khác đấy. Xabi Alonso ấy, cũng có những dấu hiệu khác của Xabi Ateta bởi vì là Alonso đã ở những cái tập thể như thế nào chúng ta đều biết cái khả năng chinh phục nó cao hơn và tất nhiên chúng ta lúc đấy khi mà nói đến đây thì có người sẽ hỏi thì Jurgen Club có phải là người mà người chơi ở những cái đội bóng hàng đầu như thế đâu mà ông ấy vẫn có những cái cái trải nghiệm lớn đúng Cậu đấy là những cái phẩm chất rất đặc biệt của các huấn luyện viên. Các huấn luyện viên có những người chẳng bao giờ cần phải đá ở vai trò của một tiền một cầu thủ một cái một tiền đạo hoặc là một cầu thủ ở vị trí thủ lĩnh xuất sắc cả. Họ vẫn có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi. Nhưng họ cũng đó là lúc mà họ cần phải có một cái khả năng tích lũy, họ khả năng học hỏi, đúng không ạ? Trường lớp, phương pháp nó phải khác. Cái tiệm cận khác. Còn với những người đã trải qua đời cầu thủ mà nhất là những cầu thủ đỉnh cao thì họ có một cái lợi chứ họ có một cái lợi rất lớn nhất là khi là họ là người có tư duy ấy, đó là cái trải nghiệm của phòng thay đồ trải nghiệm của 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 những cái, cái cái cái, cái thách thức mà họ vượt qua được cùng với đồng đội vượt qua được họ có một cái kinh nghiệm và cái kinh nghiệm đó nó sẽ giúp cho họ gọi là vận hành cái đội bóng khi vững ở vai trò của một một huấn luyện viên nó hay ở mức độ như thế nào đó đó là cái điều mà đôi khi người với người này đúng có người khác thì cũng chưa đúng nhưng nó vẫn có những cái quy luật nhất định và với trường hợp của Ateta thì tôi cảm thấy tiếc cho Ateta ở cái chỗ đấy và rất có thể đó chính là một cái điểm khiếm khuyết so với những người Tây Ban Nha ở uh, 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 cùng thời uh, và đang gọi là thành công hơn ở góc độ gọi là uh, dẫn dắt một đội bóng với các thì rõ ràng là là uh, thành công quá rồi và với Sabi Alonso cho dù một đoạn ngắn thôi mới hơn một năm thôi nhưng Alonso đang làm ở Leverkusen với những cái đường nét với những cái cách thức vận hành nó rất là là hợp lý tất nhiên là mùa giải ở bundesliga nó chưa kết thúc và cũng chúng ta cũng cần phải đưa thêm những cái thử thách cho uh, alonso để để chúng ta xem xem ông ấy vượt qua bằng cách nào và cái trải nghiệm đời cầu thủ của ông ấy nó sẽ được ứng xử như thế nào Đấy, chúng ta sẽ còn có thêm những cái dữ liệu để phân tích nhưng tôi vẫn có một cái cảm giác là như vậy và hơi tiếc cho ateta thôi nhưng uh, cuối cùng thì tôi chỉ muốn nói là đừng có dại mà gọi là sa thải huấn luyện viên uh, vào thời điểm này thành tích đấy vẫn là một thành tích có thể nói rất là ổn. Và câu lạc bộ Arsenal ấy thì có rất nhiều bạn uh, gọi là vào comment uh, ở, ở tút của tôi rằng là đội bóng này là thế này là thế kia Và chẳng bao giờ là thế này là thế kia. Vâng. Uh, Mourinho nói uh, thì tôi rất là, là 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 tin rằng ông ấy có rất là nhiều những trải nghiệm. Nhưng các bạn nói thì các bạn cũng chỉ comment với tư cách của những một người xem thôi, cũng giống như tôi thôi. Uh, chúng ta đều có cách có 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 quyền đưa ra những cái nhận định của mình. À, chúng ta có quyền đưa ra những cái gọi là cái sở thích của mình nhưng còn để mà kết luận về một cái điều gì đó thì chúng ta đều là những người ở góc độ gọi là nó mang tính chất quan sát chứ chúng ta không phải là người trong cuộc chúng ta không thể có được những cái cái gọi là thông tin chúng ta không có thể có được cái gọi là cái phán quyết nó nó giống như những người trong cuộc đâu nó khác rất là nhiều đấy Uh, và nên nhớ một điều rằng trong cuộc đua uh, hướng tới ngôi vô địch ở mùa giải này ấy, arsenal mới chỉ kém đội đầu bảng liverpool có 5 điểm mà thôi trong khi mùa giải vẫn còn một nửa ở phía trước và cái sơ sảy ở giai đoạn này nó là cái điều mà hoàn toàn họ có thể uh, chỉnh sửa được vâng ở thì tương lai tại sao không đúng không xa sút tiếp cũng có thể nhưng chỉnh sửa được cũng có thể chứ ai dám khẳng định được tương lai nó sẽ là như thế nào trong cái việc mà điều chỉnh uh, hơn thế nữa là trong cái giai đoạn vừa rồi khoảng 2 tuần nghỉ vừa rồi ấy, thì tôi cho rằng đấy là một cái quãng thời gian rất là đáng quý và việc chấn chỉnh lại thể lực, điều chỉnh lại cái nhịp chơi nó sẽ giúp cho Arsenal sẽ trở lại thôi. À, tất nhiên đua sẽ là khó khăn nhưng tôi tin là họ vẫn còn thể đua được và đừng bao giờ loại bỏ một cái đội mà kém đội đầu bảng có 5, 5 điểm ra khỏi cái, cái cuộc, đua, cuộc đua vô địch cả. Cho dù kết thúc mùa giải này đứng ở vị trí thứ mấy trong top 4 thì thì cũng là rất tốt nhưng tôi tin rằng Arsenal vẫn sẽ đua được vô địch. À, với câu lạc bộ Liverpool thì uh, tôi tin rằng là mùa bóng này sẽ là một bóng hay à, trước cái mùa giải này thì chúng ta đã nói đến cái chuyện là cứ sau một cái mùa mà dở vì chấn thương nhiều ấy, thì mùa sau liverpool sẽ lại chơi rất hay nhưng cái hay của liverpool ở cái mùa giải này là có rất nhiều những cái trận đấu mà họ thứ nhất là hộ lội ngược dòng đấy là bấy lấy bản lĩnh thứ hai là họ chơi không quá hay thế nhưng họ vẫn thắng đó là cũng lại là một vấn đề bản lĩnh à, và uh, thứ ba ấy, là cái cách gọi là cân đối lực lượng sử dụng những con người khác nhau. Và bây giờ khi mà họ đang bị thiếu những cái nhân vật trụ chủ, chủ cột uh, vì uh, can này, vì uh, giải châu Á này, tức là giải vô địch châu Phi và giải châu Á này thì Generation Club vẫn đang duy trì một cái một cái sức cạnh tranh và cũng như một kết quả hợp lý cho Liverpool. Uh, hơn thế nữa thì trong tháng 1 thì họ chỉ có hai trận đấu tại Premier League thôi, một trận gặp Bournemouth và một trận cuối tháng là gặp Chelsea đêm 31 đúng không ạ? Và, và sen kẽ vào đó là những trận đấu tại League Cup. Như thế có nghĩa là lịch thi đấu của họ tại Premier League ấy, nó cũng không phải là mức độ là quá căng thẳng đâu. Thế nên tôi nghĩ rằng là cạnh sức cạnh tranh của họ mùa giải này nó sẽ rất là ghê gớm và nếu như gọi là Ai Cập mà chẳng may bị loại sớm nữa thì Mohamed Salah sẽ trở lại nhanh thôi và sức cạnh tranh của họ vẫn sẽ duy trì ở mức độ rất là cao. À, bên cạnh đó thì Man City thì tôi tôi nghĩ rằng là bây giờ sẽ là lúc mà họ sẽ chính thức trở lại đường đua đúng nghĩa. Và thực ra nếu đã đủ trận ấy, thì họ kém Liverpool có 2 điểm Bên cạnh cái việc là Kevin De Bruyne và Kevin, uh, Erling Holland đã quay trở lại rồi Thì họ sẽ là vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khủng khiếp Và luôn luôn gọi là tích lũy điểm một cách hết sức là ổn ở cái giai đoạn này Arsenal sẽ khó uh, Man City và Liverpool vẫn sẽ là những đội có những cái lợi thế lớn về nhiều nhẽ trong đó có một cái hành trang là những cái kết quả tốt của họ trong những mùa giải trước đó là bản lĩnh thi đấu là những huấn luyện viên rất là giỏi rất là dày dặn kinh nghiệm nhưng uh, tôi vẫn hy vọng rằng arsenal sẽ đua được với hai đối thủ này uh, cho đến giai đoạn cuối của mùa giải và vẫn uh, chưa thể nói trước được điều gì cho dù cái hy vọng vô địch của arsenal ở mùa bóng này cho đến thời điểm này bản thân tôi cũng cảm nhận được rằng nó đã ít đi rất là nhiều rồi nó đã rất là khó rồi nhưng chưa phải là đã hết và trong cuộc sống chúng ta cần phải có những cái hy vọng và với một cổ động viên của Arsenal thì có cái lý do gì mà không nghĩ đến cái chuyện mà chúng ta có thể đua vô địch thôi Chỉ cần nghĩ là chúng ta đang được đua thôi cũng đã là rất là quý rồi Còn kết quả như thế nào thì đương nhiên nó còn phụ thuộc vào chất lượng của đội bóng Về khả năng chịu đựng, về bản lĩnh, về khả năng gọi là thích nghi với những cái thách thức tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại